Chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu các bạn các anh chị còn nhớ thì trong những ngày vừa qua thì cái vụ việc mà sao kê của nghệ sĩ Hoài Linh được phát tán trên mạng xã hội thì trong cái lúc đó thì có rất là nhiều người họ tò mò, họ xem và họ lưu về và họ đăng tải lại những cái sao kê này. Vậy như các bạn cũng đã biết là những người đưa ra cái người đã ăn cắp chụp hình cái sao kê này và đưa lên, người đầu tiên đưa lên thì người đó chắc chắn sẽ liên quan đến cái việc mà sẽ bị pháp luật chế tài, vì đó là sai phạm về mặt đạo đức nghề nghiệp lẫn về bảo mật của ngân hàng và cả về pháp luật nữa. Tuy nhiên thì nếu chúng ta lấy cái đó về và chúng ta đăng lại thì có bị phạt hay là bị liên quan gì đến hình sự hay là liên quan gì tới pháp luật hay không thì chúng ta cùng tìm hiểu trong cái bài viết ngày hôm nay ha. Thì cụ thể là trong tiêu đề của bài viết chúng ta thấy là những ai đã đăng lại cái sao kê đó của Hoài Linh, đăng lại một bức gọi là giống như là chia sẻ, giống như những cái đợt mà những cái video nó dạng như là câu like câu view, các bạn không biết và các bạn tự thật, các bạn tiếp tay và các bạn share ra thì nó vẫn bị phạt. Đó, nó vẫn vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt. Thì ở đây mức phạt trong cái bài báo này ghi là 20 triệu đồng, 20 triệu đồng nha các bạn. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong cái bài viết này nha. Không chỉ người làm lộ tài khoản nghi là của nghệ sĩ Hoài Linh bị xử phạt, mà đối tượng đăng tải lại trên mạng xã hội cũng sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm. Và những ngày gần đây thì cái sự việc có một cái bản sao của tài khoản được cho là tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh được phát tán trên mạng đã khiến cho dư luận hết sức là quan tâm. Và liên quan đến sự việc này thì phía ngân hàng đã lên tiếng cho biết là đã tìm ra người làm lộ cái thông tin khách hàng này. Tuy nhiên thì bản sao kê đó đã được khá là nhiều người tải về và đăng tải ngược trở lên lại Facebook, ở trong đó có cả các nhà báo liên quan. Vì vậy thì dư luận đã không khỏi thắc mắc, ngoài đối tượng làm lộ thông tin thì những người đăng tải lại thông tin có bị xử phạt hay là không. Và cụ thể theo báo Tuổi Trẻ đưa tin vào ngày 27 tháng 5 thì ngân hàng này đã khẳng định là sẽ có biện pháp kỷ luật thỏa đáng với cá nhân để lộ thông tin và không tuân thủ quy định đạo đức nghề nghiệp và không tuân thủ quy định của pháp luật, quy định của ngân hàng. Được biết là đến nay thì người này đã bị đình chỉ công tác và đang tiến hành kỷ luật ở mức cao nhất. Và không những vậy thì hồ sơ liên quan còn được chuyển sang các cơ quan điều tra để xử lý. Vì đại diện của ngân hàng này đã chia sẻ là việc lộ thông tin trên mạng do có thể là hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng bị sự cố hoặc là bị hacker tấn công. Thì từ đầu thì mình thấy một cái giải thích này, một trong những lý do này là thực sự là nó không có thuyết phục cho lắm. Thứ hai là nếu thật sự là bị lỗi hoặc là bị hacker tấn công thì càng nguy hiểm nữa, vì các bạn biết là tài khoản ngân hàng khi bạn gửi vào mà bị hacker tấn công dễ dàng như vậy thì ai mà còn tin tưởng mà gửi vào ngân hàng nữa, đúng không nào? Và ngoài ra thì nhằm không để lại sự việc tương tự tái diễn và cũng như là đảm bảo bảo mật thông tin dữ liệu giao dịch của khách hàng, ngân hàng cũng đã được thực hiện rà soát các quy trình làm việc để có thể phân quyền chặt chẽ cũng như là siết chặt kỷ luật làm việc hơn. Và về phía sao kê có tên chủ tài khoản đó là Võ Nguyễn Hoài Linh, đến nay thì nó đã bị xóa bỏ trên các diễn đàn được cho là nơi đầu tiên đăng tải. Tuy nhiên thì những cái phiên bản khác vẫn được âm thầm lan truyền trên mạng xã hội và có nhiều người dùng tải về và sau đó đăng lên lại. Và chia sẻ về câu chuyện trên thì luật sư Trần Hữu Khôi cho biết là tại điểm D khoảng 4 điều 47 nghị định số 88/2019/NĐ-CP về cái việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng thì hành vi làm lộ và sử dụng thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài không đúng mục đích theo quy định của pháp luật thì sẽ bị xử phạt là 30 triệu đến 40 triệu đồng. Đồng thời thì tùy vào tính chất và mức độ hậu quả xảy ra thì mà người thực hiện còn phải chịu thêm những cái trách nhiệm hình sự với mức phạt cao nhất là lên đến 7 năm tù theo điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung vào năm 2017.
về tội đưa hoặc là sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Thì đây là một mức phạt khá là cao. 7 năm tù là một phạt rất là cao các bạn. Cái này thì nó sẽ tùy theo mức độ cũng như là hậu quả của cái việc mà đưa cái thông tin này lên mạng, nó ảnh hưởng như thế nào đối với cá nhân được đưa lên. Và ngoài ra thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ đó từ 1 đến 5 năm. Phạt tiền, cái phần phạt tiền này ở dưới là có thể người phạm tội có thể phạt tiền 5 đến 20 triệu thôi. 50 triệu mình thấy còn hơi bị ít đó, đối với cái lỗi này rồi. Thực sự là mình rất là ghét luôn. Không biết các bạn như thế nào ha. Vì đạo đức nghề nghiệp về bên bảo mật công ty thì cái anh này anh sai rồi, sai hoàn toàn luôn các bạn. Không thể mà chấp nhận được. Và trong khi đó thì về những cái người mà đăng tải lại thông tin đó, thì theo luật sư Khôi thì hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định khoảng 1 điều 80 nghị định số 15/2020/NĐ-CP. Cụ thể đó là điều 80 quy định pháp luật về cung cấp và sử dụng trái phép thông tin mạng. Thứ nhất là bị phạt tiền từ 10 triệu cho đến 20 triệu đồng đối với cái hành vi là bẻ khóa trộm cắp và sử dụng mật khẩu khóa mật mã và thông tin của tổ chức cá nhân khác trên môi trường mạng. Như vậy là căn cứ vào những điều trên thì có thể thấy là cả người làm lộ thông tin và người phát tán thông tin sẽ bị phạt rất là nặng. Thực tế thì chúng ta thường lên án những người làm lộ thông tin mà quên mất rằng chính những cái hành động đăng lại trên mạng xã hội là tiếp tay cho cái xấu. Vì vậy là trong bất kỳ những cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động. Mạng xã hội là ảo nhưng những cái hậu quả của nó là thật nha các bạn. Và các bạn thấy sao với cái mức phạt từ 30 triệu đến 40 triệu đồng hoặc là có thể phạt 7 năm tù với cái trường hợp làm lộ thông tin kiểu giống như anh Hoài Linh thế này, thì các bạn cảm thấy cái mức phạt đó nó có đủ tính chất răn đe hay chưa? Thì mời các bạn để lại bình luận bên dưới phần video nha. Và đây cũng là một cái lời cảnh báo nữa cho những ai mà thấy những cái điều mà liên quan đến những việc này mà hay share hoặc là những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng từ những cái trang web lạ, những cái tờ báo lạ hoặc là những cái nick nó câu like câu view các bạn thấy mà các bạn share, thì nó nếu có ảnh hưởng đến xã hội thì một cái bấm share của các bạn có thể bị phạt từ 7 triệu đến 10 triệu đồng, thì cái đó thực sự là không đáng. Mình nói chung là mấy cái này là những cái chuyện của người khác, những cái chuyện mà xung đột của người khác thôi. Mình chỉ gọi là mình là khán giả, mình nếu quan tâm thì mình chỉ xem và ở tính chất xem cho biết thôi, chứ đừng có cái kiểu mà hồ theo và sau đó đăng tải lại những cái thông tin gọi là riêng tư và cá nhân của người khác, giống như cái dạng mà lấy như thế này, lấy và đăng lại khi chưa được sự cho phép của bên cá nhân người đó, mà mình xem xong rồi mình còn lấy cái đó mình đăng lại nữa. Cái hành vi đó là tiếp tay, và cái hành vi tiếp tay thì bị phạt xương xương 7-10 triệu hoặc là cao nhất là 20 triệu. Thì cái khoản đó chúng ta nghĩ là mình cũng không có muốn đóng đâu. Vì thế những cái trường hợp tương tự như thế này các bạn nên xem thôi, đừng nên chia sẻ. Những tính chất mang đến ảnh hưởng cộng đồng và ảnh hưởng đến số đông thì đừng nên chia sẻ, chỉ xem cho biết chơi vậy thôi. Ok, vậy video này kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video sau.